Trước đó, cơ quan chung phụ trách điều phối công tác tìm kiếm đã nhận định công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines là thách thức lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời cho biết việc tìm kiếm có thể sẽ mất nhiều thời gian. Đây là một trong những hoạt động tìm kiếm cứu nạn khó khăn nhất và phức tạp nhất mà tôi đã từng thấy. Tôi muốn đảm bảo với các bạn Malaysia rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tìm ra tung tích của chiếc máy bay MH370. Liên quan đến công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, tính đến thời điểm hiện nay, tổng cộng đã có 10 máy bay và 9 tàu rà soát khu vực rộng tới 221.000 km2. Theo thông tin mới nhất, các đội tìm kiếm dấu tích của máy bay MH370 sẽ chuyển địa bàn hoạt động sang một vùng mới trên Nam Ấn Độ Dương, cách Perth khoảng 1.680 km về phía Tây. Điều kiện thời tiết hôm nay tương đối tốt với tầm nhìn 10 km. Cuộc tìm kiếm MH370 đã ở giữa tuần thứ tư nhưng chưa thu được bất kỳ manh mối nào của chiếc máy bay xấu số. Các đội tìm kiếm phải chạy đua với thời gian khi chỉ còn vài ngày nữa, bộ phận phát tín hiệu trong hộp đèn của MH370 sẽ hết pin. Giới chức Malaysia cho rằng nếu không tìm được hộp đèn, bí ẩn về vụ mất tích này sẽ không có lời giải đáp.